Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Trá quỷ là loại thần bí được tìm thấy trên khắp thế giới, mà khi ăn nó, con người sẽ có những khả năng đặc biệt, tùy thuộc vào từng loại và sự biến đổi của từng trái. Một sự thật bé nhỏ đáng lưu tâm là một người. Một sự thật bé nhỏ đáng lưu tâm là một người chỉ có thể sở hữu sức mạnh của một trái. Có một vài trái cây ác quỷ chỉ xuất hiện trong manga, trong khi một vài trái khác lại chỉ xuất hiện trong anime. Hầu hết các trái đều xuất hiện cả trong anime và manga, trở thành một nhân tố không thể thiếu trong toàn bộ câu chuyện, làm cơ sở cho sức mạnh đặc biệt và phong cách chiến đấu khác nhau của phần lớn các nhân vật. Tương truyền rằng, trái cây ác quỷ là loại quả của quái vật biển và bí mật về sức mạnh của nó nằm trong Grand Line. Ít người nhìn thấy được loại trái này, đặc biệt là bên ngoài Grand Line, vậy nên vô vàn lời đồn về nó được dựng lên, khiến người ta hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả. Sau đây là những trái ác quỷ đặc biệt theo ý kiến cá nhân của chính bản thân mình. Thiếu trái nào các bạn hãy bình luận ở phía dưới để mình tham khảo thêm nhé. Thứ nhất, Gorogoro no Mi. Gorogoro no Mi là một trái cây ác quỷ kiểu Logia được ăn bởi Enel, giống như hầu hết các loại Logia khác. Gorogoro cũng có yếu tố sét tự nhiên, chỉ dựa vào khả năng cơ bản của sét thì trái cây ác quỷ này cũng là một trong những trái ác quỷ khủng khiếp nhất. Giống như hầu hết các loại Logia khác, Gorogoro có yếu tố sét tự nhiên, chỉ dựa vào khả năng cơ bản của sét thì trái cây ác quỷ này là một trong những trái cây ác quỷ khủng khiếp nhất. Nhưng Gorogoro cũng có nhược điểm là không thể tấn công Gomu Gomu hoặc bất cứ đối tượng nào có yếu tố cao su. Bỏ qua những điểm yếu, Gorogoro cũng là một loại trái cây ác quỷ Logia mạnh nhất và đặc biệt nhất. Đối thủ đang đối mặt với người dùng Goro chắc chắn phải cảnh giác vì sức tấn công của trái cây ác quỷ này rất cao. Ngay cả khi đối thủ che thân bằng Haki vũ trang, mình không nghĩ khả năng phòng thủ của anh ta sẽ tồn tại quá lâu, trừ khi anh ta có cấp độ Haki lớn hơn người dùng Gorogoro no Mi. Hãy tưởng tượng nếu kẻ thù phải nhận được sức mạnh sét lên tới hàng triệu vô liên tục, mặc dù bằng cách phủ Haki vũ trang, chắc chắn Haki sẽ bị rút cạn nhanh hơn. Đặc biệt nếu người dùng Gorogoro no Mi có thể kết hợp Haki vũ trang với đòn tấn công chớp nhoáng của anh ta, thì cơ hội chiến thắng của đối thủ là rất nhỏ. Trái cây ác quỷ này cho phép người dùng di chuyển và di chuyển nhanh như chớp bằng cách chuyển đổi thành dạng yếu tố cơ bản của nó. Với chuyển động rất nhanh này, tất nhiên kẻ thù sẽ gặp khó khăn khi tấn công người dùng trái ác quỷ Goro. Bên cạnh việc có thể tránh các cuộc tấn công của kẻ thù bằng các thao tác nhanh như chớp, người dùng có thể kết hợp chúng bằng cách khởi động các cuộc tấn công ở khoảng cách gần và xa. Vì vậy, sự đảm bảo để đánh bại kẻ thù đã nằm trong tay của người dùng Goro. Sự biến đổi Amaru. Sự biến đổi này cũng có thể được sử dụng để đe dọa đối thủ vì hình dạng khổng lồ của Amaru. Ít nhất kẻ thù bên cạnh Luffy sẽ nghĩ lại để đối phó với nó, đặc biệt là nếu họ biết sức mạnh của Von có thể được cung cấp bởi Amaru, có thể đạt tới 200 triệu Von. Kẻ thù sẽ có thể sống sót được bao lâu khi nhận được cú sốc điện 200 triệu Von? Sự tồn tại của Raigo. Ngoài việc có thể cung cấp 200 triệu Von với dạng Amaru, người dùng còn có được trang bị khả năng có thể phá hủy một hòn đảo ngay lập tức như bom hạt nhân hoặc nguyên tử. Đó là Raigo, một kỹ thuật có sức mạnh có thể loại bỏ một hòn đảo chỉ trong vài giây. Nếu kẻ thù muốn làm gì đó với người dùng thì chỉ cần phá hủy trụ sở của họ bằng Raigo ngay lập tức, nó chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều thương vong từ kẻ thù. Thật kinh khủng với sức mạnh này của Raigo. Thứ hai, trái quỷ Yami Yami no Mi. Thế mạnh lớn nhất của trái Yami, theo lời của Dâu Đen, là nó cho phép người sử dụng điều khiển bóng tối và trọng lực. Bóng tối được thể hiện giống như một làn khói đen lan ra từ cơ thể người sử dụng. Bóng tối là khoảng không, hút và nghiền nát tất cả mọi thứ. Do đó, người sử dụng có thể hấp thụ những đòn tấn công vật lý và bất cứ loại tấn công nào bằng cách hút nó vào trong bóng tối. Người sử dụng cũng có thể dùng sức mạnh này để kéo đối thủ về phía mình, mà đối thủ không thể kháng lại cho dù có đang ở bất cứ trạng thái nào. Tương tự như hố đen, người dùng có thể hút bất cứ thứ gì vào trong một cơn lốc. Tuy nhiên, nó không thật sự nén hay triệt tiêu những thứ nó hút vào như một hố đen thực sự, nhưng nó sẽ dịch chuyển những vật nó hút vào một khoảng không gian khác để lưu trữ chúng. Khả năng đáng sợ độc nhất vô nhị khác mà trái Yami mang lại là nó làm vô hiệu hóa sức mạnh của trái ác quỷ khác chỉ bằng một cái chạm đơn thuần và triệt tiêu sức mạnh có bên trong người sở hữu chúng. Tất cả loài trái cây ác quỷ, cho dù có thập hệ nào, Paramecia, Zoan hay Logia đều bị ảnh hưởng. Mặc dù ảnh hưởng mạnh mẽ nhất vẫn là trái thuộc hệ Logia vì họ không còn trở nên vô hình khi không có sức mạnh của mình nữa. Đây là một đẳng cấp vượt trội hơn nước biển và đá biển khi chúng chỉ ngăn cản người sử dụng, không cho sử dụng sức mạnh của chính mình. Thứ ba, Guragura no Mi. Sức mạnh chủ yếu của trái cây này là cho phép người sử dụng tạo ra các chấn động hay sóng chấn động có thể truyền qua hầu hết mọi thứ, kể cả mặt đất, biển hay cả không khí. Chính bởi vì điều này mà Sengoku khẳng định rằng dâu trắng có thể hủy diệt cả thế giới. Tuy nhiên, không ngoại trừ khả năng đây là một so sánh phóng đại. Trái này hoàn toàn có khả năng phá hủy một hòn đảo một cách dễ dàng, mặc dù vẫn có giới hạn của nó. Nhưng trong thực tế, chỉ sau khi Ace chết thì dâu trắng mới thực sự có ý định phá hủy tổng bộ hải quân trong cơn tức giận. Bên cạnh đó, Dâu Đen mới thực sự là người muốn phá hủy bằng sức mạnh của hai trái ác quỷ. Và mặc dù cả hai người này đều chưa thành công, các cơn dư chấn và sóng thần có ảnh hưởng tới những nơi rất xa ngoài tổng bộ. Lời khẳng định của Sengoku có thể đề cập đến các tác động sau này của trái ác quỷ Gura.
Phó Đô đốc Tisuru nói rằng kể cả có chạy đến tận cùng đại dương cũng không còn chỗ nào an toàn trên thế giới. Cả hai người này đều phải là hai nhà quân sư vĩ đại, vì thế ít có khả năng cả hai đều thổi phồng sức mạnh của Gura. Tất cả đều tin rằng trái cây ác quỷ này hoàn toàn có khả năng phá hủy cả thế giới. Thứ tư, Mochimochi. Mochimochi no Mi là một trái cây ác quỷ cực kỳ hiếm vì nó là trái cây ác quỷ đặc biệt chính thức duy nhất trong thế giới One Piece. Khả năng của trái cây Mochimochi cho phép Charlotte Katakuri tạo ra và biến đổi bất cứ thứ gì thành mochi. Nhờ sức mạnh này mà anh ta trở thành tư lệnh ngọt mạnh nhất trong thuộc băng tứ hoàng Big Mom. Trái cây ác quỷ mochi của Katakuri có thể được coi là độc nhất vì mặc dù có khả năng tương tự như Logia, nhưng sức mạnh của nó hóa ra lại thuộc về hệ Paramecia. Cũng vì điều này mà tác giả Oda phân loại trái cây ác quỷ vào nhóm đặc biệt Paramecia. Có thể nói trái cây Mochimochi là một trong những trái cây Paramecia duy nhất hiện tại có sức mạnh của hệ Logia. Thứ năm, Tamatama no Mi. Tamago là người đã ăn trái ác quỷ Tamatama no Mi. Năng lực của nó cho phép Tamago có hình dạng và thành phần của một quả trứng. Sức mạnh lớn nhất mà trái cây mang lại là khả năng tái tạo từ những vết thương nghiêm trọng thường giết chết một người bằng cách tiến hóa từ trứng thành gà. Các hình thức mới mà người dùng nhận được cũng tăng đáng kể khả năng chiến đấu của họ, đến mức mà lần biến đổi thứ hai biến người dùng trở thành một hiệp sĩ thực sự. Nếu dạng mạnh nhất của họ bị phá hủy, người dùng sẽ trở lại dạng cơ bản yếu nhất của họ. Chu kỳ vô tận này ngăn chặn hiệu quả người dùng chết trong trận chiến, miễn là họ không bị giết chết trong quá trình tiến hóa. Thứ sáu, OP OP no Mi. Trái cây OP OP no Mi cho phép người sử dụng tạo ra một không gian rộng lớn, có ranh giới là một rào cản màu xanh nhạt bao quanh không gian đó. Khi đó người sử dụng trở thành chủ, có quyền hạn điều khiển mọi thứ tồn tại trong không gian nhân tạo đó. Ví dụ như con người, đại bác hay thậm chí là cả một con thuyền. Chỉ cần ở trong không gian nhân tạo đó thôi, người sử dụng còn có khả năng dịch chuyển trong không gian, teleport, thần giao cách cảm. Nhờ có khả năng này mà Law có thể cắt cơ thể mọi người ra mà không làm đau họ, hay nâng, di chuyển các đồ vật mà không màng tới kích thước của chúng. Sau time skip, Law cải thiện kỹ năng và tạo ra được một không gian có diện tích rộng lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Anh ta có khả năng hoán đổi bản thân với các đồ vật có trong không gian chỉ trong nháy mắt. Anh cũng có thể giải phóng năng lượng từ không gian dưới dạng các cú sốc điện áp cao và tạo ra những lưỡi kiếm không gian để vượt qua cơ thể, trực tiếp đả thương thẳng vào nội tạng bên trong, miễn là room còn được duy trì và đối phương vẫn đang ở trong không gian đó. Toritori no Mi dạng Phượng Hoàng. Mako sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ hệ Doan thần thoại Toritori no Mi, cho phép anh ta chuyển hóa thành một con Phượng Hoàng. Là một trái cây ác quỷ hệ Doan, nhưng nhờ đặc tính độc đáo của Phượng Hoàng mà Mako có thêm nhiều khả năng đặc biệt của hệ Paramecia và Logia. Nó giúp anh ta khi biến hình thành dạng Phượng Hoàng với lửa màu xanh thì Mako có thể tự chữa lành bất cứ vết thương nào, giống như chim Phượng Hoàng có thể hồi sinh từ đống tro tàn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thích trái ác quỷ nào nhất thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shaman. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.